Ăn bưởi có tác dụng gì? Nước bưởi ép có tác dụng gì? Bưởi là loại trái cây có vị ngọt ngọt, chua chua, có nhiều muối được nhiều người ưa thích bởi nó mang đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy thực sự thì ăn bưởi có tác dụng gì? Nước bưởi ép có tác dụng gì? Hãy cùng đến với bài viết bên dưới để khám phá vấn đề hôm nay nhé! Bưởi, danh pháp hai phần, Citrus Maxima hay Citrus Glandis là một loại quả thuộc chi cam, chanh, thường có màu xanh lục nhạt cho tới vàng khi chín, có múi dày, tép xốp, có vị ngọt hoặc chua ngọt tùy loại. Bưởi là loài cây to, cao trung bình khoảng 3 đến 4 m ở tuổi trưởng thành, vỏ thân có màu vàng nhạt, ở những kẽ nứt của thân đôi khi có chảy nhựa, cây thân gỗ, cành có gai dài, nhọn Lá có gan hình mang, lá hình trứng, dài 11 đến 12 cm, rộng từ 4,5 đến 5,5 cm, hai đầu tù, nguyên, sai, cuống có rìa cánh to, hoa thuộc loại hoa kép, đều mọc thành chùm từ 6 đến 10 bông và có mùi hương rất dễ chịu, quả hình cầu to, vỏ dày, màu sắc tùy theo giống. Một bài, một trái bưởi cỡ trung bình cung cấp khoảng 200 calo. 39 mg sinh tố C, 4,500 IU sinh tố A, 325 mg kali, 40 mg canxi, 50 mg Phosphor, 25 microgam folate, 1 mg sắt, 1 g chất xơ hòa tan pectin. Loại bưởi màu đỏ và hồng còn có thêm beta carotene một chất chống oxy hóa mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành sinh tố A. Bưởi có thể ăn trái hoặc vắt lấy nước, trái bưởi cắt đôi rồi xúc ăn bằng thìa hoặc bóc vỏ ăn từng múi. Ăn bưởi có tác dụng gì, nước bưởi ép có tác dụng gì? 1. Bưởi có tác dụng giảm cân. Bưởi chứa nhiều thành phần huyền diệu, carbon hydrate tự nhiên và nhiều vitamin C, chất xơ. Khi bưởi kết hợp với protein sẽ làm cho chất béo bị đốt cháy và trọng lượng mất đi. Thêm đó, chế độ ăn uống này sẽ làm bạn giảm từ 5 trong 2 tuần. Để có được cân nặng hợp lý đó, bạn cần làm cho mình thực đơn giảm cân an toàn, khoa học và có chế độ tập luyện hàng ngày đều đạn. Mỗi ngày, bạn cần uống ít nhất là 3 công nước ép bưởi để ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ. Hơn nữa, bưởi ép còn giúp giải độc cơ thể và giảm cân cực nhanh. Ngoài ra, nếu không uống nước bưởi ép, bạn có thể ăn muối bưởi sau bữa ăn 15 phút, ăn bưởi vào thời điểm này giúp thức ăn đã được hấp thụ vào cơ thể tiêu hóa nhanh và tránh việc thức ăn tích tụ thành mỡ trong cơ thể. 2. Phòng chống ung thư, như chúng ta đã biết, ở trên bưởi rất giàu chất oxy hóa như vitamin C, nó góp phần làm giảm nguy cơ stress, nguyên nhân có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, theo một nghiên cứu gần đây đã cho thấy, một hợp chất trong quả bưởi còn gọi là nari-canin có hiệu quả chống lại ung thư tuyến tiền liệt vì nó giúp sửa chữa những DNA bị hỏng trong các tế bào tuyến tiền liệt của con người. Trong những quả bưởi có màu đỏ còn có lycopene, một chất chống oxy hóa khác. Theo một nghiên cứu khoa học khác, bưởi còn chứa một chất được gọi là limonoids có nó giúp ngăn ngừa các khối u bằng cách thúc đẩy một loại enzyme hoạt động lên gan thúc đẩy đào thải chất độc ra ngoài cơ thể. Limonoi còn trợ giúp chống ung thư da, miệng, phổi, dạ dày. Muối bưởi có chứa glucares, một loại phytochemical đã được các nhà khoa học chứng minh hiệu quả chống lại bệnh ung thư vú rất tốt. 3. Tốt cho tim mạch ăn bưởi thường xuyên giúp lượng cholesterol xuống thấp tránh được các bệnh nghẽn tắc động mạch thực vậy bưởi có nhiều chất sơ hòa tan pectin mà các chất sơ thì có công dụng làm giảm cholesterol trong máu do đó làm giảm nguy cơ vỡ sơ động mạch nhiều nghiên cứu cho thấy chất pectin còn công hiệu hơn thuốc cholesterol vẫn được dùng để làm giảm cholesterol trong máu bác sĩ james sida Quan sát một nhóm người ăn bưởi đều đặn mỗi ngày thì thấy cholesterol giảm xuống tới 8%. 4. Ngăn ngừa sỏi thận, bưởi có một hợp chất có tên là D-limonene giúp ngăn ngừa sự hình thành và làm tan sỏi thận, trong nghiên cứu của tạp chí British Journal of Nutrition tìm thấy rằng phụ nữ uống nửa lít cho đến 1 lít nước bưởi mỗi ngày sẽ làm giảm nồng độ pH của nước tiểu, qua đó làm giảm nguy cơ phát triển của sỏi thận. 5. Giảm stress căng thẳng. Stress có thể gây ra một số bệnh nghiêm trọng chẳng hạn như bệnh tim và đột quỵ, đồng thời có liên quan đến một số bệnh ung thư như miệng, cổ họng, dạ dày, phổi và đại tràng. Vitamin C cũng giúp bổ sung lượng vitamin E trong cơ thể là thành viên của gia đình họ cảm quýt. Bưởi cũng là một nguồn bổ sung vitamin C tuyệt vời, làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Bưởi còn là một chất chống oxy hóa, vitamin C bảo vệ cơ thể chống lại stress, các bệnh liên quan với hen suyễn và viêm khớp. 6. Giảm ho, cảm cúm, rát họng Vốn là một loại quả chứa rất nhiều vitamin C, có tính hàn nên không có tác dụng giảm ho và cảm cúm rất hiệu quả bạn có thể sử dụng muối bưởi bỏ hạt, cắt nhỏ cho vào bình miễn rộng, đổ rượu ngập rồi đun cho nhừ. Trộn thêm mật ong, thỉnh thoảng xúc một thìa ngậm trong miệng. Đặc biệt, vỏ bưởi, vị ngọt, pha đắng và cay, tính ôn có tác dụng chữa cảm cúm, sổ mũi, tiêu thực, tan đầm, chống tức ngực do ho. Bạn có thể nghiền vỏ bưởi thành bột, đun nóng với ngư tinh, bán ở các hiệu thuốc bắc. Ngày uống 4 lần, mỗi lần từ 3 đến 6 gram. 7. Chữa đầy bụng khó tiêu. Bưởi có chứa đường phốt pho, sắt, caroten, vitamin B1, B2, C, PP. P. Đặc biệt, vỏ bưởi có chứa nhiều tinh dầu, thành phần chủ yếu là citro, Vì vậy, ăn bưởi có tác dụng chữa đầy bụng, chán ăn rất hiệu quả. Bưởi là loại quả chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang đói, vừa uống rượu xong, hay bị tiêu chảy không nên ăn bưởi với những thông tin từ bài viết ăn bưởi có tác dụng gì nước bưởi ép có tác dụng gì hy vọng giúp mọi người hiểu rõ hơn để ăn uống cho phù hợp không gây hại đến sức khỏe